Xin chào tất cả quý vị, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi một số cái thông tin kỹ thuật và cách sử dụng hiệu quả sản phẩm Abroad 250C của công ty Corteva Agriscience nhé. Sản phẩm Abroad 250C là có tên đầy đủ là DuBong Abroad 250C, có câu slogan nhìn là sướng, do công ty DuBong sản xuất và công ty VFC phân phối. Đây là một cái sản phẩm mà chúng ta nhận dạng cái thương hiệu từ bên ngoài, hay là nhận dạng cái dạng chai. Đó là một cái dạng chai có màu trắng đục, trên thân chai nó có in logo DuBong và trên cái nhãn chai thì có bên trái là logo nhà phân phối VFC, logo bên phải là logo của DuBong. Với cái tên đầy đủ sản phẩm là DuBong Abroad 250SC, thuốc trừ bệnh, nhìn là sướng. Phía dưới nó có thành phần và hoạt chất và bên tay phải góc dưới này chúng ta nhìn thấy bác sĩ VFC. Thì với những cái thông điệp này chúng ta cũng cần phải biết đó là Abroad 250SC là do công ty Corteva Agriscience sản xuất hiện nay. Và Abroad 250SC nó có câu slogan là Abroad 250SC nhìn là sướng. Hoạt chất của nó là Picocytrobin 250 g trên 1 lít. Và đây là loại thuốc trừ nấm bệnh. Với cái dung tích chai của nó là chai 250 ml. Đặc tính sản phẩm thì đối với cái chai DuBong Abroad 250SC này, nó có câu slogan nhìn là sướng. Như vậy trong nó có gì để mà chúng ta phun lên lúa mình nhìn thấy mình sướng, hay là phun lên trên cây trồng mình nhìn thấy mình sướng. Thứ nhất, đây là một cái thuốc có hoạt chất nhóm Atropilurin. Đây là cái hoạt chất mà nó thuộc thế hệ mới nhất hiện nay. Thế hệ mới nhất hiện nay, nó phòng trừ nấm bệnh một cách rất là chuyên biệt, nên là nó rất là mới và nó trừ nấm phổ rộng. Quản lý cùng lúc nhiều loại nấm bệnh và nó giúp cho cây lúa chúng ta hay là cây trồng chúng ta sau khi phun lên nó quản lý sạch nấm bệnh, thì nó còn làm một cái việc nữa đó là giúp cho cây lúa nó khỏe và nó xanh cũng như là giàu gạo, giàu chắc nhanh, hay là nó đẩy vào trái to lớn và cây nó xanh khỏe hơn. Và đặc biệt là trên lúa thì nó trừ tốt các bệnh đốm vàng, đốm nâu, lép lép hạt và vàng lá chín sớm. Về những cái ưu điểm của cái sản phẩm Abroad 250SC này. Thứ nhất, đây là một cái sản phẩm thế hệ mới về phòng trừ cái hiệu quả các cái nấm bệnh trên cây trồng của chúng ta. Nó có cơ chế tác động chuyên biệt, đó là nó bám chặt vào lớp sáp và nó tấn công tất cả các nấm bệnh. Bên cạnh đó nó lưu dẫn được từ gốc tới ngọn, nên nó góp phần làm cho cây lúa chúng ta hay là cây trồng của chúng ta được bảo vệ ngay từ khi phun ở lá già, nó sẽ lưu dẫn vào và bảo vệ luôn cả lá non sau khi nó mọc lên. Và cái khả năng thấm sâu của nó là cực nhanh, nên là hạn chế được cái việc rửa trôi cũng như là nó giúp cho bà con nông dân chúng ta trong cái điều kiện phun trên cây trồng của mình, những cái giai đoạn mà mùa mưa bão khó phun thì chúng ta vẫn có thể áp dụng phun với sản phẩm Abroad 250SC. Và đây là một số cái hình ảnh để chúng ta cùng nhau nhận diện về cái phòng trừ hiệu quả. Thì đối với lại cái Abroad 250SC phòng trừ rất là hiệu quả trên nấm bệnh phổ rộng ở trên cây lúa, nên là khi mà chúng ta phun lên trên cái cây lúa thì nó làm cho cây lúa sạch bệnh và nó lưu dẫn từ dưới lên trên bảo vệ các những phần nấm mới mọc, nên là hiệu quả của nó phòng trừ bệnh rất là cao và kéo dài. Bên cạnh đó là khi mà chúng ta phun lên trên cây lúa thì nó giúp cho cây lúa vô gạo nhanh, và cái đặc biệt đó là cái màu lá nó sạch bệnh và nó màu lá nó khỏe, nó có cái màu vàng chanh, vàng mỡ gà mà bà con nông dân chúng ta thường rất là thích khi sử dụng cái sản phẩm này. Đó là mình phun lên xong thì mình thấy cái lá lúa nó khỏe, vàng và bóng thì nó vô gạo nhanh. Và vấn đề vô gạo nhanh này thì nó giúp cho chúng ta được điều gì? Khi mà cây lúa nó vô gạo nhanh thì cái hạt gạo nó sẽ đầy từ đầu tới đuôi hạt và từ đầu bông tới cuối bông. Và bên cạnh đó nó vô mẩy như vậy thì nó chắc hạt tới trong cậy và những cái hạt gạo này nó sẽ được mẩy tròn và nó đầy đủ cái chất khô, thì cũng chúng ta cân nặng khí hơn, đặng gạo hơn khi chúng ta sai chà. Và cái giai đoạn phun thì chúng ta phun ở giai đoạn trước trổ và giai đoạn thứ hai chúng ta phun lại, đó là phun sau trổ để phòng trừ cái lem lép hạt. Và cái hấp thụ chuyên biệt chuyển dị mạnh nhất trong cái nhóm Atropilurin của cái sản phẩm Abroad đó, nó làm được một cái điều rất là quan trọng, đó là nó sẽ phủ đều lên trên mặt lá và nó thấm thẳng xuống bên dưới và nó lưu dẫn phía dưới mặt dưới của lá luôn. Như vậy là hiệu quả của nó rất là cao. Bên cạnh đó thì nó lưu dẫn vào cái phần non mới mọc, nên là sau khi mà 7 ngày phun thì chúng ta thấy là chúng ta phun lên trên những lá già thì những lá non nó mới mọc lên sau vẫn được bảo vệ tốt bởi cái sản phẩm Abroad 250SC này. Cái nữa đó là nó không sợ mưa rửa trôi, tại vì cơ chế đặc biệt của cái sản phẩm Abroad đó là nó thấm sâu vào trong lớp sáp ngay khi sau khi mà nó gặp cái lớp sáp của lá lúa như thế này,
nên chúng ta phun cái thuốc lên thì có cái lớp sáp lá lúa dưới này nó bám chặt vào và nó thấm sâu vào bên trong như thế này, thì mưa bên trên này nó đổ xuống nó vẫn không bị rửa trôi, rất là hiệu quả. So với những sản phẩm thứ cấp không có được cái cơ chế đó thì khi mà chúng ta phun cái hạt thuốc nó lên đây, nó nằm ở đây nó khô lại, sau khi có mưa vào thì nó sẽ rửa trôi. Còn đối với lại cái Uprot là không sợ mưa rửa trôi sau phun. Và với cái giai đoạn phun ở giai đoạn trước trổ và sau trổ thì để phòng trừ cái lem lép hạt, bà con chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta sử dụng cái liều lượng phun là 300 ml trên 1 hecta. Đối với cái sản phẩm Uprot này, chúng ta có thể phun bằng bình tay, bình máy hoặc là áp dụng phun bằng máy bay đều được. Và cái điểm mạnh của cái sản phẩm Uprot 250SC này đó là nó phòng trị hiệu quả đối với cái bệnh lem lép hạt lúa, đạo ôn và đốm vàng trên lúa. Nó giúp cho cái bộ lá có nó giúp cho bộ lá lúa của chúng ta nó có màu vàng mỡ gà và giúp hạt sáng, chắc vào gạo nhanh và chắc hạt, chi phí sử dụng hợp lý và tối ưu được cái hiệu quả đầu tư trên cái đồng ruộng của mình. Về cái sản phẩm Uprot này thì nhiều bà con chúng ta thường hay hỏi là ngoài việc sử dụng trên cây lúa thì nó có được sử dụng trên những cây trồng khác hay không? Thì đối với những cái nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng khác thì có nhiều nhà vườn chúng ta đã sử dụng và cho ra cái hiệu quả như sau. Thứ nhất là có thể sử dụng trên cái bệnh nứt thân chảy nhựa cũng như là bệnh sương mai trên cây cà chua do họ bầu bí dưa và bệnh giả sương mai trên cái cây dưa leo. Và bên cạnh đó thì nhà vườn trồng xoài sử dụng trên cái sản phẩm Uprot này để phun trừ tháng thư trên cây xoài, đem lại hiệu quả rất là tốt từ giai đoạn nhú cựa gà, bung chà, xuống nhị cho tới đậu trái non và rụng trái lần 1, rụng trái sinh lý lần 2 cũng như là giai đoạn gần tới thu hoạch. Nó đều làm cho cái trái xoài nó sạch cái bệnh tháng thư và đem vào cái việc là mẩy cái vỏ trái, cái phấn nó lên đẹp, giúp cho bà con chúng ta có được một cái sản phẩm có cái giúp cho bà con chúng ta có được một cái sản phẩm có cái nhìn ở bên ngoài rất là đẹp mắt và cái chất lượng bên trong rất là tốt. Bên cạnh đó là cái giai đoạn đối với cái bệnh đốm mắc cua trên nhiều loại cây trồng, ví dụ như là trên cây thuốc lá hay là trên cây mồng tơi, bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm Uprot này phun lên cũng đem lại hiệu quả rất là cao. Và đặc biệt là trên cây quýt, cây có múi, bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, ngoài cái việc nó trừ bệnh thì nó còn đem lại một cái điều nữa đó là xanh cây bóng lá và giúp cho trái nó mẩy sáng đẹp. Và cái bệnh rỉ sắt trên một số cái cây cà phê hay là cây đậu phộng và một số cây trồng khác, bà con chúng ta cũng phun cái sản phẩm Uprot 250C này, nó cũng đem lại cái hiệu quả rất là tốt và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta cần phải nhân rộng hơn nữa để bà con chúng ta sử dụng đem lại hiệu quả hơn. Và đó là cái phần chia sẻ của chúng tôi về cái đặc tính kỹ thuật cũng như là cái phương pháp sử dụng của sản phẩm Uprot 250C. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để theo dõi kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.